Kính chào quý vị và các bạn, liên tục từ nửa cuối tháng 2 sang đến ngày đầu của tháng 3 dương lịch, các tỉnh đông bắc bộ bao gồm thủ đô Hà Nội đã xảy ra rét đậm diện rộng kéo dài, điều hiếm gặp trong nhiều năm trở lại đây, ảnh hưởng phần nào đến sức khỏe của mọi người, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh ổn định nên trời nhiều mây, rét đậm duy trì ở phía Đông Bắc Bộ, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái với nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 13 độ, vùng núi thấp hơn, còn cao nhất ngày mai cũng chỉ từ 14 đến 17 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên nhiệt độ cao hơn từ 22 đến 25 độ. Cũng do chịu ảnh hưởng của khối khí lạnh di chuyển xuống phía Nam nên tại các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Còn khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận trời chỉ nhiều mây, có mưa vài nơi ở phần phía Bắc khu vực, còn lại có nắng vào trưa chiều, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 26 đến 29 độ, có nơi cao hơn tại Ninh Thuận và Bình Thuận. Tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn đang trong thời kỳ mùa khô nên nhiều nơi tại các khu vực này trời không có mưa, nắng nhiều, đặc biệt là tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ sẽ tiếp tục tình trạng nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày từ 35 đến 37 độ. Còn khu vực miền Tây Nam Bộ nhiệt độ có phần thấp hơn khoảng 2 đến 3 độ. Các tỉnh Tây Nguyên do độ cao địa hình nên nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 29 đến 32 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, phía tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, nhiệt độ trên cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều ở mức là dưới 32 độ. Đến với thời tiết thủ đô Hà Nội, nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng từ 12 đến 16 độ.